sẽ một ứng dụng nơi đó tập trung và kiểm soát, có thể là biết được tất cả những thông tin về tài khoản của các bạn trong euro này, trong Brit, trong bảng Anh này, trong đô la Mỹ này, trong Ethereum này, trong Bitcoin này và rất nhiều currency khác. Trong này, euro, bảng Anh và đô la Mỹ, đó là những tiền pháp định, tiền truyền thống của các nước, đó là Vương quốc Anh, của châu Âu và của Mỹ. Rồi trong khi đó, Bitcoin và Ethereum là những đại diện cơ bản dành cho thế giới crypto. Website thì khá là đơn giản, không có gì. Bây giờ thì Saifu đã có một cái phiên bản beta dành cho người dùng và chúng ta có thể đăng ký thử ở đây. Các bạn thử thì có thể dùng nhá. Bài review thì mình đã hoàn thành vào sáng hôm nay, cũng khá nhiều thời gian để hoàn thành xong bài review này, bởi vì thông tin về Saifu rất nhiều. Thêm nữa, đó là nó khá là phức tạp để tiếp cận. Rồi, Saifu là gì? Như mình đã nói vừa rồi ấy, Saifu là một cái dự án hướng đến crypto bank, tức là cái ngân hàng dành cho crypto. Nhưng mà Saifu thì hơn thế, Saifu là một cái tổ chức tài chính được cấp phép, các bạn chú ý này, là đã được cấp phép để tạo nên một cái trải nghiệm ngân hàng truyền thống dành cho cả fiat và cryptocurrency. Thêm nữa là Saifu không đòi hỏi những người tham gia phải là nhóm đối tượng có hiểu biết cao, có những người am hiểu về lĩnh vực crypto. Đấy, Saifu vì sao mà ra đời? Rồi mình vừa tắt cái Saifu đi rồi. Rồi, Saifu vì sao mà ra đời? Có những cái vấn đề chính mà giới crypto đang đối mặt. Thứ nhất, đó là sự tăng trưởng của crypto, nhưng mà mọi người thì hứng thú nhưng lại không biết cách làm thế nào để tiếp cận, để sở hữu và bảo vệ cái giá trị tài sản của mình. Thêm nữa thì những doanh nghiệp muốn tiếp cận với crypto cực kỳ là bối rối, bởi vì họ mắc kẹt trong vấn đề là làm thế nào để tích hợp, liệu mình có thể tin tưởng được không, liệu mình có thể chuyển đổi tài sản được không, liệu các giao dịch có được diễn ra an toàn hay không, liệu khách hàng của doanh nghiệp đó có chấp nhận sử dụng nó không, mà muốn chấp nhận thì phải sử dụng và bảo quản nó một cách dễ dàng và an toàn. Chính vì vậy thì Saifu ra đời. Về bản chất ấy, thì Saifu là một cái dự án mà nó là một cái ví tích trữ cả tiền fiat và cryptocurrency. Mà muốn để chuyển đổi giữa cryptocurrency và fiat thì vấn đề muôn thuở của hiện tại, đó là cái sự tích hợp giữa cryptocurrency và cái hệ thống tài chính truyền thống. Muốn vậy thì Saifu cung cấp đầu tiên là cái dịch vụ an toàn. An toàn nhá. Họ, Saifu này, buộc lòng phải nhận được rất nhiều giấy phép để đảm bảo an toàn. Đầu tiên, đó là tính năng của họ là xây dựng một cái hệ thống mã hóa kiểm tra liên tục để tránh bị hack. Thêm nữa là nếu bị hack chăng nữa thì còn một lớp phòng thủ cuối cùng, đó là một cái là hệ thống phần cứng của Thales. Thales là một cái tập đoàn mà đứng hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật ngân hàng, mà chuyên cung cấp các dịch vụ bảo mật cho các ngân hàng hàng đầu thế giới. Tức là nếu như hacker có tấn công, có chiếm đoạt được hệ thống Saifu thì cũng phải bẻ được cái hàng phòng thủ cuối cùng của Thales thì mới chiếm được các khóa của tài khoản. Dĩ nhiên trừ khi mà tài khoản của bạn mà lơ đễnh để cho người khác ăn cắp mất khóa mật khẩu thì chịu rồi. Còn nếu mà họ muốn tấn công vào thì hầu như là không thể được, bởi vì Thales này sử dụng một cái mô đun bằng một phần cứng cực kỳ khó tấn công luôn. Thêm nữa, như mình nói ấy, để chuyển đổi thì cần phải có sự tích hợp giữa và chấp nhận của hệ thống tiền tệ truyền thống đối với cryptocurrency. Nếu như các bạn tìm hiểu về thông tin gần đây thì Mastercard chấp nhận cryptocurrency. Hiện tại là họ chỉ chấp nhận nếu như cryptocurrency đó được phát hành và được chấp nhận bởi nhà nước. Vậy nên nếu như Saifu mà xin được giấy phép của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của mình thì Mastercard hoàn toàn có thể chấp nhận Saifu vào hệ thống. Và nếu như mà có một cái cầu nối giữa cryptocurrency và fiat thì người dùng có thể tận dụng và sử dụng nó dễ dàng hơn. Đó. Thêm nữa là Saifu sử dụng một cái hệ thống bên thứ ba để quản lý cái quỹ của mình, đảm bảo rằng là giá trị thực và bảo vệ quyền lợi khách hàng trong cái trường hợp xấu nhất, đó là Saifu trở mặt. Thì
Saifu muốn gỡ tiền ra thì phải có sự đồng thuận của những cái bên thứ ba này. Vậy đây là hoàn toàn không thể được, trừ khi là bởi vì là cái hệ thống bên thứ ba này sẽ bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Tiếp theo là Saifu hợp pháp. Hiện tại thì họ đã có được giấy phép từ tổ chức thanh toán ngân hàng của SEC rồi. Họ lấy vào tháng 5 năm 2017 và họ chấp nhận tất cả những cái liên quan đến KYC và AML, tức là những cái thuộc về xác minh danh tính ấy, là được. Chức năng của Saifu là lưu trữ tài sản, chuyển khoản, thanh toán thường ngày và sử dụng làm tài khoản doanh nghiệp. Đó là những cái mức cơ bản như vậy. Còn Saifu ngoài ra, Saifu còn tạo nên một cái gọi là cái trading bot, thì mình không hiểu lắm là Saifu tạo nên nó để làm gì, bởi vì bản thân dự án Saifu không phải là một dự án trading. Nếu mà trading thì chúng ta có fractal token, là cái dự án mà có mấy cái quỹ mà liên tục đẩy giá lên đấy, nó cứ pump khi mà nó sụt mà đâm khi nào nó cao để tránh băng bóng và tránh bị sụt giá. Thêm nữa là một dự án khác là opti token, dùng 16% lợi nhuận để mua lại token ngoài thị trường và tiêu hủy. Một là để tạo áp lực mua, hai là tạo cái độ khan hiếm chiến lược. Còn đây thì không. Vậy cái bot trading để làm gì? Trong tài liệu của Saifu không hề đề cập nhiều về chức năng của cái bot trading này, và có lẽ là họ chỉ mới đang xây dựng thôi, và họ sẽ sử dụng AI ở trong cái quá trình xây dựng cái bot trading này, và nó sẽ trở thành một ứng dụng mà mình nghĩ là họ sẽ dùng cái bot trading đấy để cung cấp dịch vụ như kiểu là dự đoán hoặc là tín hiệu gì đó để cho giới trading có thể tận dụng được. Rồi, về cấp phép cấp phát token thì có 65% mở bán cho ICO, 25% là cho nhà sáng lập đội phát triển cố vấn, 10% thuộc thị ví dụ bounty có thể là để list các thông tin của Saifu lên những cái trang review hàng đầu, ví dụ ICO rate, ICO holder gì đó. Phân bổ vốn đầu tư sau khi mà ICO hoàn thành ấy, họ sẽ dùng 40% này, phần lớn ấy là để hoàn thành các thủ tục pháp lý và đối tác. 40% nữa là dành để phát triển, là cơ sở hạ tầng, là công nghệ, là con người, lương tức là lương thưởng. 15% là tiếp thị, 5% là phát triển sản phẩm. Đội ngũ mình không tìm hiểu nhiều, nhưng đây là một đội ngũ đến từ Nga. Có những người đến từ Mỹ nhưng chủ yếu đến từ Nga. Có những tên Nga như Leoshin này, Vygotsky này, Piroshev, Slava, Kalosova gì đó, tất phần lớn là Nga. Thông tin về token. Ok, phần này thì mình khá là thích nói. Saifu token, mã là SFU, sẽ có 200 triệu token. Tuy nhiên, Saifu nói rằng là cố gắng chỉ 100 triệu thôi. Cố gắng, nếu mà đạt được hard cap, tức là 200 triệu là tối đa đấy. Nhưng mà tối ưu là 100 triệu, tối đa là 200, còn tối ưu là 100. Thuộc chuẩn là Ethereum blockchain. Dòng là tiện ích, soft cap 10 triệu. Và hiện tại thì họ đã huy động được đâu rồi ta? Mình nhớ là chỗ nào nhỉ? Mình nhớ là đã huy động được 4 triệu đô rồi thì phải. Mình tìm cái trang chủ của họ nhá. Ở đây ICO đây rồi. Đây là trang mình muốn tìm này. Đây. Rồi, một tài khoản duy nhất cho tất cả mọi tiền tệ và cryptocurrency. Giá rồi còn 38 ngày nữa. Rồi, họ đã huy động được 4.601.320 đô. Đấy. Tức là đã được một nửa soft cap rồi, một nửa soft cap. Soft cap của họ là 10 triệu đô, hard cap là 49 triệu đô. Sẽ mở từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4, hiện tại đang ICO của Saifu. Giá một Saifu là 0.0001, tức là 1/10.000 Bitcoin. Chấp nhận thanh toán dưới mức là Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash và Dogecoin. Những cái đợt bonus 30-40% thì đã qua rồi. Và cái đợt này thì các bạn không phải tiếc, bởi vì mình nghĩ là những người xem clip của mình thì cũng không phải là những cá mập hay là cá sấu hay gì đấy cả. Cái số lượng đấy chỉ mở bán giới hạn thôi, trong thời gian ngắn, hình như là những cái đợt đầu thì phải. Mà để tham gia như vậy thì cũng phải tốn đến hai, phải tham gia với gói là 25.000 đô hoặc là 10.000 đô tối thiểu thì mới được cái giá nó ưu đãi, nó tuyệt vời như vậy. Tức là các bạn phải trở thành nhà đầu tư lớn thì mới được đó. Saifu token thì nó là dòng tiện ích mà,
như mình nói ấy, nên là cơ bản là để chi trả cho những dịch vụ mà nền tảng Saifu cung cấp. Ví dụ như là chuyển tiền thì phí trả bằng Saifu, quy đổi tiền thì Saifu, thanh toán dùng Saifu, và có thể là sử dụng cái trading bot trong tương lai. Cái này rất mờ mịt, mình không nghĩ là Saifu sẽ thành công. Mình không nghĩ. Thêm nữa thì Saifu còn có cái chương trình khách hàng trung thành, tức là nếu mà giữ nhiều Saifu thì được cộng hàng tháng hoặc là gì gì đó, hoặc là khi mà giao dịch nhiều thì sẽ được hoàn lại hoặc là giảm giá từ 5-30% tùy trường hợp. Saifu cũng chơi kiểu đó là giảm phát. Các bạn vừa rồi mình có nói là Opti token ấy, họ dùng 16% lợi nhuận mua lại token, sau đó chuyển vào một cái tài khoản không thể chi tiêu được. Nó gần tương tự như việc hủy token vậy. Thì Saifu sẽ hủy 70% phí giao dịch. Tức là cái phí giao dịch thôi. Ví dụ là tôi chuyển 1 triệu token mà tôi chỉ mất 100 Saifu thôi, thì từ 100 phí đó họ sẽ đốt 70 Saifu. Làm như thế này để làm giảm nguồn cung, và theo đó sẽ đẩy giá của Saifu lên. Tuy nhiên Saifu có nói rằng là cái chiến lược này sẽ phải được điều chỉnh tùy thuộc vào nguồn cung cũng như giá trị của Saifu. Thông tin thêm về dự án thì mình có đưa vào bài review rồi, mọi người có thể đọc. Cái điều không bình thường ở đây đó là Telegram có 32.000 thành viên, Twitter có 27.000 thành viên, 28.000, trong khi Facebook chỉ có 1.000 thành viên. Rồi tí mình sẽ nói tại sao. Đối tác thì họ có rất nhiều đối tác, như là Conor Push Lab, Tales Group, đây là cái đối tác chính này. Tales Group mình đã nói là họ cung cấp cái khả năng bảo mật như ngân hàng thế giới luôn. Báo chí truyền thông nói rất là nhiều. Đánh giá website, ok, mình sẽ sử dụng cái Hyperstart và Scam Advisor. Hyperstart thống kê là có 600 lượt truy cập mỗi ngày, cơ bản cũng được chứ không ít đâu. Lượt trang là 2,2 trang trên một lượt, xếp khoảng 434.000, xếp theo Alisa, truy cập nhiều từ Pháp, từ Nga, từ Ấn Độ. Ok, tốc độ thì khá là nhanh, mình nhớ là tốc độ khá nhanh, 45.99. Rồi, Scam Advisor nói rằng là cái trang web này đến từ Hà Lan và trụ sở ở Hồng Kông. Mình nghĩ là Hồng Kông là do họ đăng ký ở Hồng Kông. Độ tin cậy là 74%. Sai thì sai mới, 33 ngày. Rồi, không có gì. Thông tin tham khảo thì thôi. Đánh giá của mình ấy thì ưu điểm đó là thị trường tiềm năng, rồi nhu cầu lớn, đối tượng người dùng đông đảo, ý tưởng thì hay, huy động được 50% soft cap, thông tin thì minh bạch và đáng tin cậy. Thêm nữa là có bản beta thử nghiệm liên kết với nhiều ông lớn như Thales, hoặc là đã có được giấy chứng nhận từ cái ngân hàng của Cộng hòa Séc chẳng hạn. Đấy. Hạn chế thì là có dấu hiệu bão hòa của thị trường crypto, trong bởi vì là hiện tại cứ 300-400 tỷ đô chứ nhỉ. Đó, thị trường vậy thôi, và có sự bão hòa. Có nhiều đối thủ crypto bank đã hoặc là đang rất thành công, ví dụ như là mạnh nhất crypto bank đó mình biết đấy là Crypterium, họ ICO thành công, cực kỳ thành công luôn, huy động vốn trước thời hạn thành công, có rất nhiều tính năng, ví dụ như là cho vay, có thể là một số tính chi trả trên bao nhiêu triệu cửa hàng trên thế giới đấy, nó rất là nhiều, cũng là chuyển đổi cũng dễ dàng giữa tiền mặt và cryptocurrency. Hạn chế thứ ba đó là cộng đồng chưa quan tâm đủ nhiều đến dự án. Mặc dù là như mình đã nói ấy, là cộng đồng rất đông đảo trên Telegram, trên Twitter, nhưng đây là tác dụng của đợt airdrop mới nhất của Saifu. Airdrop này yêu cầu người tham gia chỉ cần like và tham gia Twitter, tham gia vào Telegram thế thôi. Và chúng ta, những người tham gia sẽ chia nhau 500.000 Saifu, tương ứng là 50 Bitcoin. Đây là một đợt airdrop dễ dàng nên rất nhiều người tham gia vào. Mình cũng đã có một bài hướng dẫn mọi người tham gia vào rồi. Đó. Nhưng mình thấy rằng là cộng đồng của họ là cộng đồng ảo. Tuy nhiên cái dự án này là dự án bền, bởi vì họ là một cái tổ chức được cấp phép nhá.
tổ chức được cấp phép nó hoàn toàn khác với những tổ chức mà bây giờ vẫn đang vật lộn với những cái pháp chế, với những cái quy định thay đổi từng giờ từng ngày, đến từ G20, đến từ các quốc gia mà có thái độ thù địch với cryptocurrency chẳng hạn đó. Nên mình đánh giá dự án này ở mức 85 điểm. 5 điểm mình trừ đầu tiên đó là do ICO, không biết thế nào, được một lần chưa thành công thì không biết nói thế nào được. 5 điểm tiếp theo đó là cộng đồng ảo. Và 5 điểm cuối cùng đấy là cái thằng trading bot. Tưởng là được nhưng cuối cùng lại không được, bởi vì là khi mà một dự án ôm quá nhiều thứ thì họ có nguy cơ bị lún sâu vào nó khi không giải quyết được, và khiến cho người dùng bị mất cơ hội, token bị mất giá trị và cuối cùng là người dùng mất tiền đó. Và mình cũng khuyên mọi người nên download white paper của họ để đọc, bởi vì trong này nó rất rõ các tiến trình, các họ đã làm được cái gì. Còn roadmap trong này nó rất là sơ sài, mình liệt kê sơ sài em chẳng muốn nói. Như mình đã nói vừa rồi đó là giấy cấp phép, sau đó liên hệ với đối tác, xong rồi hệ thống an ninh, sau đấy là chạy công khai, rồi thì trading bot đó. Lại cái trading bot, mình cực kỳ ghét trading bot, một dự án không biết gì về trading mà đầu tư vào trading. Rồi thì giấy phép của Visa, Mastercard, thẻ tín dụng thương hiệu Saifu gì gì đó, thì nó rất là dễ đoán đúng một cái dự án như thế này. Rồi mình cũng mong là mọi người sẽ đọc bài review của mình, vì trong bài review này thì mình có đề cập đến mọi thứ nó rõ ràng hơn, và khi đọc thì các bạn cũng, mình nghĩ là cũng dễ dàng hơn. Nghe mình nói thì cũng không dễ nghe lắm, mà nghe nó dẹo dẹo thế này thì cũng không được hay. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi bài review của mình. Bạn nào thích thì có thể thử nghiệm bản beta và phản hồi lại cho mình ở cái bài review này. Rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn. Và đây là dự án Saifu của mình, là Mr. Spasiba, đến từ diễn đàn AncoinsTalk.com. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào.